Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được tái ngộ với quý vị trong chương trình Hội luận văn học. Tiếp theo lần trước đó là với anh ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh cũng như là nhà văn Huy Phương. Và vừa rồi thì quý vị trong cái show trước quý vị đã nghe chút thư của một người lính già. Và cái tâm sự của các anh thì thưa quý vị nó còn nhiều lắm. Và khi mà nói về văn học, về những cái điều kiện mà mình sáng tác và cũng như là cái chiến tranh tâm lý thì chúng tôi còn nhiều việc để hay làm lắm. Nhưng mà trước tiên xin mời anh Huỳnh Công Ánh và anh Huy Phương. Chào chị Thu Nga. Nhân đây Huỳnh Công Ánh cũng xin kính gửi đến quý khán thính giả của đài lời chào thân mến. Kính chào chị Thu Nga và chào quý vị khán thính giả SVN đã quen biết với chúng tôi từ lâu. Dạ vâng, khi mà mình nói về cái chiến tranh tâm lý, rồi dùng cái ngòi bút và những như là tiếng nhạc, rồi dùng âm thanh hay là hình ảnh mình để mà chống lại cái chế độ độc tài cộng sản mà đang cai trị Việt Nam, thì các anh thấy rằng cái việc mà mình sáng tác ở đây đó, tuy rằng bây giờ đó người ta đi lên cái internet cũng rất là nhiều, nhưng mà mình quay trở lại với cái việc mà sáng tác đó thì các anh có thấy là mình cầm một cái cuốn sách mình đọc thì mình vẫn thích hơn là mình nhìn trên internet không anh? Tại vì hình như là cái gì bây giờ cũng lên internet hết, thì các anh ý kiến như thế nào? Thưa theo tôi đó thì lớp trẻ là xài internet nhiều, nhưng mà ông bà mà gọi là lớn tuổi như chúng tôi á, họ thích đọc sách. Dạ. Ngay chúng tôi như vậy đọc sách á, mình có thể dừng lại và mình có thể nghỉ ngơi. Internet mình phải theo cái nó roll up lên. Thế nhưng mà cái cuốn sách á, từ từ nó để lại trong cái tủ sách gia đình. Dạ. Nhưng mà cái điều chúng tôi nói với anh Ngô Anh với chị là cái giờ cái tiếng Việt đó càng ngày càng mai một. Tại vì cái lớp trẻ mà bây giờ trên cái trung tâm Việt ngữ nó không chỉ học đủ mà giao tiếp thôi. Ừ. Không có thể là để text với ông máy điện thoại thôi chứ không thể nào mà đủ để đọc cuốn sách. Và chúng tôi, anh Huỳnh Công Ánh, bây giờ cái thế hệ con cháu có đọc sách mình nữa không? Đó là cái ưu tư của một người làm văn học, một người viết văn. Thì cái đó làm sao? Bây giờ chúng ta không truyền bá cho con cái chữ nghĩa, cái âm nhạc có thể thấm thấu được chữ nghĩa, văn thơ. Thì mình truyền cho con cháu một cái tinh thần. Thì tôi như tôi có viết bài thơ là Lời Phi Khanh. Ông Phi Khanh khi qua cái biên giới nước Tàu đó, ông Nguyễn Trãi lẹo đẹo theo sau khóc lóc, nói thôi không, đừng khóc, phải về đi. Cái gì cha chưa làm được thì con phải tiếp nối. Thì cha tiếp nối cái lửa cho con để con thắp đuốc này mà đi. Thành ra bây giờ trong giáo dục gia đình ấy, chúng ta phải nói cho con cái biết là vì sao chúng ta tới đây. Chúng ta đến từ đâu và vì sao chúng ta tới đây. Bây giờ có những cái rất nhỏ nhưng mà tôi thấy tụi rất vui. Tôi vào tiệm phở mà tôi thấy tụi nhỏ nó tới, bây giờ tụi cháu nổi trong ngoài, tụi nó cháu nó thích vào ăn bún riêu, bún ốc hay là phở là mình thấy đó mừng, tức là nó còn giữ cái văn hóa Việt Nam. Chứ còn bây giờ nó có hamburger không á, nó nghe nhạc ra, nhạc bốp không á, thì nó không còn người Việt Nam nữa. Thành ra tôi phải mang ơn những nhạc sĩ, những người viết văn mà để thế hệ đời sau như vậy mình làm sao. Với con mình, có một ông qua đây, tôi nói là một cái tù nhân chính trị đó, trong phòng ăn đó, ông để một câu, không nói tiếng Việt khỏi ăn cơm. Ồ, vậy tốt quá. Tự nhiên bây giờ con cái mà qua vô đây cứ nói tiếng Anh, không nói với cha mẹ nói tiếng Anh mà ngồi ăn nói Anh, nói tiếng Việt, đứa nào nói tiếng Anh để đi ra ngoài ăn cơm thì đó. Một những cái giáo dục, một cái ví dụ nhỏ như vậy để chúng ta giáo dục thế nào. Anh Huỳnh Công Ánh thấy sao? Có một cái nữa mà để tiếp với cái ý của Huy Phương đó là với chị Thu Nga hỏi đó là tại sao là vì bây giờ đó mà nếu mà ai viết sách đó thì đâu có nhà xuất bản, và viết sách để lại đó thì cái người độc giả ít như Huy Phương nói đó, thành ra những người sau này nó mới có một cái phong trào là blogger, phải không ạ? Trong nước cũng viết bỏ lên. Tại vì và họ cái đó nó rất là lẹ. Nó rất là lẹ là vì mỗi người viết, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người văn sĩ, mỗi người thi sĩ, mỗi người nhạc sĩ đều là người xuất bản, là người có thể phổ biến được, đi sâu trong quần chúng họ một cách không có phương rất tiện, là lẹ. Nhưng mà họ không có đó. Phương tiện nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ đâu có phương tiện nào để mà đưa, thành ra chính họ là những người mà họ làm từ A đến Z để bày tỏ cái nỗi niềm của một công dân, của một người thế nào là yêu nước, của một người thế nào là muốn cho tổ tiên trường tồn, cho nên họ phải tiếp tục. Bằng chứng là tuổi trẻ sau này họ bày tỏ cái nỗi niềm của họ, là họ thấy là cái nguy cơ mất nước vân vân, và họ đưa ra một chuyện. Nhưng mà về văn học cũng vậy, người ta muốn biểu lộ trái tim của mình,
người ta muốn chuyển cái thông điệp từ cái tâm tình của mình của một người, thì cái phương tiện tự họ là họ phải dùng làm blogger, họ viết và họ chuyển ra cho mọi người để mọi người được chia sẻ, và cứ như thế nó thành một phong trào rộng lớn. Và ai trong cái giai đoạn này mà ngăn chặn, dẹp bỏ cái đó, tức là họ đã kéo lùi cái bước tiến của một giống loài, của một dân tộc. Đúng rồi. Thì với cái chính sách của Cộng sản là kéo lùi đất nước Việt Nam từ văn minh cho tới vật chất, tất cả đều kéo lùi hết. Và hồi nãy anh Phi Phương cũng có nói về cái ngôn ngữ đó, mà truyền lại cho con cháu đó, là đó là một cái điều mà chúng ta phải làm. Tuy nhiên khi mà nói đến cái điều đó đó thì Thu Nga tự nhiên không thể nào quên được cái ông mà tiến sĩ Bùi Hèn với cái ông Hồ Ngọc Đại đó. Thì anh nghĩ như thế nào khi mà con nít bây giờ không cần biết mặt chữ nữa, mà nói là tròn tròn, méo méo, rồi gì, tam giác gì đó. Còn một ông thì làm phiên âm ra là toàn là cái tiếng Tàu. Thì anh nghĩ là thế hệ của mình ở Việt Nam như thế nào? Thưa chị, tôi thấy cái đó là cũng bảo phát bảo tàng thôi. Nhiều người họ nói... Ồ, anh không nghĩ là cái đó là cái chính sách của Cộng sản. Chính sách, nhưng mà bây giờ đó, nhiều người nói bây giờ thôi như vậy, nghỉ học đi, ở nhà tôi dạy. Dạ. Thành ra cái gì tôi cho là cái gì nó trường tồn, nó vẫn trường tồn, cái gì nó giai đoạn, nó vẫn giai đoạn. Cái chúng tôi muốn nói thế này, bây giờ đó chúng ta những người di dân sang đây có phải là vì chế độ cộng sản chúng ta chạy qua đây không? Bây giờ đó ở bên cộng sản đó, chế độ cộng sản họ có cái luật gọi là an ninh mạng, thành ra những người mà viết sách mà bằng sách đó thì dĩ nhiên là họ không có cái phương tiện rồi, mà viết trên những cái blog mà lên trên internet đó, gọi là những người blogger đó, thì cũng bị bắt bớ. Thì bây giờ với cái luật an ninh mạng thì anh nghĩ là làm sao người ta còn sáng tác được nữa? Cái đó là một cái mà làm cho người Việt Nam mình nói riêng và nhân loại nói chung, họ thấy rằng, họ thấy rõ hơn Cộng sản là ai, độc tài là cái gì, phải không ạ? Là cái an ninh mạng đó là cái chặn lại cái bước tiến của nhân loại, cái văn minh của nhân loại và cái tiến bộ của loài người, học hỏi nhau, trao đổi nhau, tìm hiểu nhau, phải không ạ? Mình có cái cơ hội, người ta nó bảo trong nước bây giờ mình có 30 triệu người dùng Internet và có rất nhiều người dùng viết bằng cách là như thế. Facebook. Mà bây giờ đó, Facebook. Yeah. Facebook. Mà bây giờ đó là mấy ông Cộng sản độc tài ông chặn ở đây đi. Ông chặn ở đây đi không có nghĩa là ông chặn cái sự phản kháng về những cái điều sai, những cái điều độc tài, những cái điều mà áp đặt, những cái điều chụp mũ vân vân. Không phải ông thể chặn được. Mà khi ông đã chặn như thế thì ông vô tình ông thấy rằng là ông không biết rằng là khi mà chặn cái đó đó là ông đã kéo lùi cái sự tiến bộ của người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ. Họ hấp thụ, họ học hỏi, họ tìm hiểu được cái nền văn minh và cái bước tiến của nhân loại qua cái Internet, qua cái Facebook và qua cái trên mạng. Thì nếu mà để cho họ làm đó thì có phải là giống loài mà được thăng hoa không? Sự hiểu biết của tuổi trẻ và là rường cột của nước nhà, họ đã biết họ đứng chỗ nào, giống loài mình đứng ở đâu và mình làm được gì. Và như thế có phải là nó lợi cho cái văn hóa, nó lợi cho cái sức tiến bộ của giống loài mình không? Mà nếu mà đã lợi, đã có văn hóa, đã thăng hoa được thì mình có thể giữ nước được, mình có thể hãnh diện được, mình có thể ngước đầu được với Nam Châu. Đằng này họ làm cho con người trở thành đuôi mù. Thưa anh, nếu mà nói tự do mà để làm cho thăng hoa cộng sản thì không có. Bằng chứng tôi nói một chuyện, gia đình tôi là ngồi tay viết, là nói chống cộng thì quá đáng, nhưng mà nói là chống cái ác thì vợ tôi là như phải đồng chí với tôi. Bà có một cái account Facebook, bà cũng đụng đâu nói đó, thấy chuyện gì cũng nói mà cách chống cộng. Cái mấy hôm nay bà tìm không thấy cái account bà, không có thấy tên bà trên Facebook nữa, thì bà ngạc nhiên. Thì tụi con nói phải rồi, má và má chửi cộng sản quá thì đương nhiên nó cắt luôn chứ không có thương tiếc gì hết á. Thành cái chuyện đó anh nói là Cộng sản đó phải những người trí tuệ mà để nói rằng tự do Internet đưa tới tiến bộ dân tộc không. Chúng con sợ. Và bắt đầu sợ rồi. Sợ là sự lượng bây giờ thế này. Báo chí truyền hình thì một chiều. Yeah. Mấy trăm đồng một chiều. Bây giờ còn cái gì nữa? Internet và Facebook. Thành bây giờ không có chuyện gì giấu giếm được hết. Mà không giấu giếm được, phơi bày sự thật. Thì phải sợ. Mà cái người, cái kẻ tà bao giờ sợ kẻ chính ấy. Cho nên bây giờ thế giới đó, và dân tộc Việt Nam, người Việt Nam dùng cái Facebook để chửi cộng sản và để thông tin những cái điểm mà cộng sản giấu giếm, thì đương nhiên cộng sản phải sợ. Và cái luật an ninh mạng nó không bao giờ cởi bỏ hết, đó đương nhiên rồi. Bằng chứng là rồi đây, những cái người mà viết những cái blog hoặc là Facebook thì bị bắt, rồi không nói chuyện rồi. Viết Facebook là nó sẽ delete hết những cái đó.
Và bây giờ những cái Facebook đó, vấn đề thương mại nó cũng... Cái vấn đề thương mại là họ làm ăn với lại chế độ chính quyền, với lại nhà cầm quyền. Vì vậy cho nên là những cái bài gì mà họ cho là cái chữ phản động, và giống như anh Huỳnh Công Ánh cũng hay nói, những cái từ ngữ của họ, những cái meaning của họ là nó khác với lại cái từ điển của mình. Vì vậy cho nên đó là vẫn, ví dụ như là mình nói rằng họ vi phạm nhân quyền, nhưng mà cái chữ nhân quyền nó không có ở trong cái từ điển của họ, và họ nghĩ cái chữ nhân quyền nó khác, nó khác với là mình nghĩ về cái vấn đề nhân quyền. Vì vậy cho nên thưa quý vị, và cái luật an ninh mạng thì cũng giống như là cái gọi là đặc khu 99 năm kinh tế mà cho ngoại bang đó, thì họ định nghĩa theo một cái kiểu, theo cái nhìn của họ, đúng không? Cái điều mà mình thấy đó, thí dụ như cầm đầu một đất nước là ông Nguyễn Phú Trọng, mà ông không nhìn thế giới là ai, ông không biết nhân loại đi về đâu, mà ông bảo là không có cái nước nào mà tự do dân chủ bằng nước Việt Nam. Dạ. Thì quý vị có thấy là họ hiểu luận ngược không? Mà một người lãnh đạo đất nước mà hiểu luận ngược, có nghĩa là lạc hậu vô cùng tận, thì đất nước sẽ đi về đâu? Và vì thế cho nên cả cái quốc hội bộ nhìn 400-500 người mà cúi đầu để nghe một cái lệnh mà từ bí thư đảng, chủ tịch bí thư đảng, mà nói sao là quốc hội phải nghe theo, phải gọi là nó gọi là nhất trí. Thì quốc hội cái gì? Quốc hội là đại diện cho dân, mà rốt cuộc họ không đại diện cho dân, họ hưởng công bọc của dân, mà họ vô trong tòa quốc hội họ ngồi, mà khi đảng ra lệnh một cái gì là họ nhất trí 98%. Thưa anh, nếu nói có đau khổ giống rồi không phải cộng sản rồi. Mình quá điểm với đó, nó vì quyền lợi. Dạ. Bây giờ vào đảng để hưởng quyền lợi, vào đảng mới có chức vụ. Thì bây giờ quốc hội cũng vậy. Được đào quốc hội là ai, do ai anh? Phải do anh bầu không? Thì có đảng chỉ dân bầu. Đảng cử dân bầu có nghĩa là những người đảng đưa ra thì bây giờ tuấn phúc. Và trong quốc hội bây giờ bí thư bộ chính trị cũng nằm quốc hội, và trung ương đảng là hơn hết nằm quốc hội. Và không ai là không đảng viên. Vậy thì chúng ta biết quốc hội làm cái gì? Thì bây giờ mình không nói tới từ phần chi tiết. Khi chế độ cộng sản sụp đổ thì những cái đó tự nhiên sụp đổ. Và con người bây giờ giống như bầy cừu, là theo một cái chỉ thị và chạy theo như là quyền lợi, chạy theo cái nắm cỏ. Bởi họ biểu là đừng có làm cái bị cừu. Nhưng mà sẵn mà anh nói đây về cái chế độ cộng sản đó, thì chúng tôi có một cái thắc mắc mà nó... cái thắc mắc này nó cũng kỳ kỳ, là tại sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa, với những người trí thức thì hình như là họ hiện rõ trên những cái gương mặt của họ, từ tổng thống cho tới các tướng tá, đều có một cái vẻ uy nghi mà rất là đẹp đẽ. Mà trong khi những cái tên cộng sản giống như là cờ MLV nè, hay là Nguyễn Phú Trọng Lú nè, khi mà ông nói rằng thay đổi hiến pháp là vô đạo đức, hay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì hỏi rằng anh đã làm gì cho đất nước, anh chị đã làm gì cho đất nước mà chỉ là biểu tình. Và cái gương mặt của họ thì không phải mình đẹp hơn ai, nhưng mà tại sao hình như là nó hiện rõ ở trong cái gương mặt, cái nét mặt của họ, trong cái cử chỉ của họ, có đúng không? Nếu mà so sánh hai cái những cái bộ mặt của Việt Nam Cộng Hòa và của Cộng sản thì tôi nói chị nghĩ nghe như thế nào? Mình không chê nông dân. Dạ không, mình không chê nông dân. Nhưng mà là bản chất nông dân. Đúng. Nhưng mà tư duy phải. Nông dân. Rồi. Tôi hỏi bây giờ, ngày xưa đó, mình kính trọng những vị bộ trưởng ít nhiều có học và có liêm sĩ. Còn bây giờ chị thấy không? Chủ tịch nước, rồi thủ tướng, mà đọc chữ ABC, đọc tiếng tắt, đọc cũng được. Còn mời vào. Đó. Mà dê. Dạ, mai dê em Việt Nam. Rồi bây giờ ra quốc hội thì cầm tờ giấy đọc, cắm đầu vô đọc, không biết cái đúng chuyện rồi. Gì hết. Không biết thì chị đó cái dốt nát. Thì như vậy mà sao mà dân tộc chúng ta chấp nhận được, và thế hệ con em thế nào? Thì bây giờ tôi dạy chị học làm gì? Tôi viết cái bài học làm gì? Học thì bây giờ giống như là Ngọc Trinh mà hoa hậu Âu Lan mà nói không có tiền cặp đất mà ăn. Mà học làm gì? Yeah. Bây giờ học cực khổ, lội băng rừng, lội suối học làm gì? Thì bây giờ quý vị ở trong bộ chính trị, quý vị trong trung ương đảng có học hay không? Trong tiểu sử mọi người, tôi nói ví dụ ông Hoàng Xuân Hạng, ông đi Pháp thời gian đó, từ năm nào tới năm theo cái trường gì? Bây giờ mấy ông của mình đó, mấy ông chế độ cộng sản có bao giờ trong tiểu sử mà có nói năm 1954 tới 58 là theo học đại học gì không? Mà bây giờ ông nào có đại học hết? Có đại học là sinh ngữ luôn, mà cờ mờ lờ vờ là có bằng sinh ngữ luôn đó. Thì tôi bây giờ cái đó tôi dạ là sinh ngữ luôn. Mà dân chúng bây giờ nó hiểu, tôi có một cái, tôi thường thông tin mấy em Việt Nam, có một em thì họ theo chương trình quê nhà quê người tôi, họ nói thế này, họ tâm sự với mình, nói hồi 75 thì cháu học vừa học xong lớp 12 cho nên cháu không đi tiếp tục học nữa, nhưng bây giờ thì tôi mới hỏi bây giờ cháu sống thế nào. Nó bây giờ cháu sống cũng khá lắm, cũng có nhà có xe, thì cháu làm nghề gì? Bây giờ cháu soạn luận án tiến sĩ. Oh wow. Nào mà tôi nói cái trình độ lớp 12 là khá rồi. Yeah. Chưa nói lớp 3, lớp 4 nữa. Thì bây giờ một cái ông
nắm đổi đường ray xe lửa, một cái ông hoàng heo như độ 10 vâng đấy. Như vậy thì bây giờ cái xã hội lên, xã hội mà băng hoại rồi, cái đạo đức cũng có, và những người như vậy cầm đầu trong một cái đất nước thì nó đất nước tới đâu thì chúng ta cần bàn luận. Nhưng mà tôi rất lạc quan, tôi hy vọng, mặc dù tôi năm nay còn 81 tuổi, nhưng mà tôi hy vọng sống vài năm để nhìn thấy cái Việt Nam nó thay đổi. Thưa chị Thu Nga, thưa Lý Phương, anh em mình á, hôm nay là hội ngộ ở đây, tôi từ Louisiana lên, anh ở bên Nam Cali lên, và chị Thu Nga là cái người chủ đài ở đây, cũng là nhà văn, thì chúng ta đang nói cái chủ đề là hội luận về văn học. Nhưng mà đó, rõ ràng khi chúng ta ngồi nhìn mặt nhau và nói về cái sự trường tồn của đất nước, đương nói chuyện văn học, nhưng mà không bao giờ chúng ta có thể tách rời tâm tư, tình cảm và tim óc của mình vào cái chuyện tồn vong của đất nước. Bằng chứng là chúng ta nói văn học, nhưng mà rốt cuộc cũng cứ nói về cái đám người cộng. Dạ. Sẽ mời anh kết thúc với một cái chương trình mà hội luận văn học ngày hôm nay với một bản nhạc mà anh nói về Phi Khanh. Cái câu chuyện của Phi Khanh và Nguyễn Trãi thì ai là người Việt cũng biết rằng cái đó, thưa quý vị, thế này, cái ý chúng tôi á, dạ, khi chúng vác lời Phi Khanh á, dạ, chúng ta già rồi, tóc bạc rồi, sắp xuống tàu rồi, thì bây giờ chúng ta phải truyền cái lửa cho con em, con cháu chúng ta và thế hệ trong nước phải hiểu thế nào là cộng sản, và những người đứng lên sẽ là họ, chứ không phải chúng ta. Dạ. Đó là tâm sự của lời Phi Khanh. Và Nguyễn Trãi nói rằng con sẽ về xây dựng lại quê hương đó. Dạ vâng, dạ. Đây là bài thơ của Huy Phương trong cái tập thơ mà lời chúc thư của một người lính già, và tôi đọc thì tôi vừa mới phổ nhạc trước khi tôi về ở Đà Lạt này. Bài thơ có tựa đề là lời của Phi Khanh. Tôi nói lên cái tâm tình của một người cha, mà người cha đó từ tâm tình của họ thì thấy là họ là người yêu nước. Đó là Phi Khanh nói với Nguyễn Trãi. Chiều người cỏ khô đồng hàng vẫn đang chờ một đốm lửa bùng lên, hai triệu người đang sống xa tổ quốc quyết chẳng như kiếp cỏ mọn hoa hèn. Bây giờ cha kiếm cùng tóc đã bạc, ước mơ tưởng chừng tàn rụi mỗi ngày qua. Với con cha chẳng còn gì để còn có tranh mang mối hận quê nhà, còn chút lửa cha tiếp con tay đu hãy đốt lên cùng chiều chiều con người để những còn sống hay đã chết, ở nơi đâu cũng ngước mặt mỉm cười. Còn chút lửa cha tiếp con tay đu hãy thắp lên cùng chiều chiều con người. Đã nhiều lần cha rùa nguyện bóng tối, thì phần con hãy thắp sáng cho đời, để hy vọng có một ngày quay lại nhìn quê hương dù phút cuối một lần. Trong quá khứ cha đã đành cúi mặt, thì phần con đừng thèn với tiên nhân.
hãy truyền lửa về quê nhà đang đợi, thắp yêu thương cho triệu triệu con người, để những người còn sống hay đã chết ở nơi đâu cũng ngước mặt mỉm cười. 30 năm hơn từ ngày xa đất nước, vẫn đêm đêm thao thức nhớ quê nhà, thấy xót thương cho cuộc đời lưu lạc, mà ngậm ngùi tưởng nhớ đến ngày qua, thấy xót thương cho cuộc đời lưu lạc, mà ngậm ngùi thương nhớ than ngày qua. Cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh cũng như là cảm ơn anh Huy Phương, đó là lời của Phi Khanh. Và Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo có nói rằng nước thì có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà hào kiệt đời nào cũng có. Miễn là chúng ta biết giữ lửa và chuyển lửa về Việt Nam, và chúng ta luôn luôn hướng về Việt Nam và đấu tranh với tất cả những phương tiện chúng ta có trong tay. Và phần hội luận văn học đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh, cảm ơn anh Huy Phương. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn Huy Phương. Xin tạm biệt cùng quý vị và hẹn gặp lại lần tới. Kính chào quý vị và cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều. Dạ.